Em chào mọi người nhé. Chào Dũng Doraemon. Em chào mọi người. Nay trời có vẻ rất là lạnh. Vâng, em cảm ơn nhé. Nói thì chắc chắn là sẽ nói rồi. Tí nữa em sẽ nói sau. Đợi mọi người xem nhiều nhiều tí sau em nói. Chia sẻ bài viết hội huyền đi Toàn. Anh Nghiêm Mạnh, anh chia sẻ bài viết hộ em đi. Anh Việt, anh chia sẻ bài viết hộ em đi. Ừ, chào người âm phủ. Người âm phủ hôm nay biết chào. Nay trời lạnh quá nhỉ. Cứ ấn chia sẻ công khai cho Huyền nhá. Cảm ơn nhá. Chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ bài viết của em nhá. Các anh đang xem chia sẻ bài viết của em đi. Chào anh Đạt. Anh ơi chia sẻ bài viết của em đi. Làm gì yêu chuyện chăn gối, hôm nay là chỉ nói chuyện chạm giao búa thôi. Chia sẻ mấy nữa về mời một chầu nước thoải mái tận bô luôn. Anh Hoàn ơi, anh chia sẻ bài viết hộ em đi. Em đang chuẩn bị lấy dao ra để bôi lại dầu. Ôi, lượt xem giảm xuống rồi. Vào chủ đề chính nhé. Ok, em chuẩn bị vào chủ đề chính của em hôm nay nhé. Mọi người xem, chia sẻ và có gì ủng hộ em nhé. Em chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em chia sẻ, em like con đầu tiên là con dao bầu lọc chặt thái đủ cả, bởi vì con này là do khách nhà em đặt theo yêu cầu ấy. Do khách nhà em đặt theo yêu cầu mà các anh chị mà có nhu cầu đặt con dao này thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Tí nữa em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp. Chào Mỹ Hiền nhá, ủng hộ bạn một con dao đi, Tết đến nơi rồi. Đây con dao nhà em đây. Đây là con lọc bầu. Con này là khách đặt theo yêu cầu đấy ạ. Chuôi gỗ. Mọi người lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp luôn ạ. Chị à đừng sợ, em lai dao mọi người cứ hỏi con nào thì dùng chặt đầu được, hốt thế mọi người nói thế em thì sợ. Cảm ơn mọi người đã thả tim và ủng hộ, đây là con đầu tiên nhà em đang like nhá. Các anh chị đặt con này cứ để lại số điện thoại, em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp luôn. Thái tốt lắm luôn ấy ạ, con này là thái cực kỳ tốt luôn, thái lọc này đều rất tốt, cán gỗ cầm rất là êm tay, nó sẽ cảm thấy không bị lạnh. Sợ thế mà suốt ngày chị ôm dao đấy Vang ạ, có hôm nào không ôm đâu. Ghê gì, Dương, con này dùng về nhà thái lọc các kiểu này đều dùng đến hết mà. Thì nếu mà gia đình mà cần dùng đến thì cứ comment đi. Sẽ rất là cần thiết cho nhà bếp. Một khi người ta bảo là bán dao cho những người biết dùng dao ấy thì nó là một cách khác nhìn cái là người ta biết dao tốt hay không. Nông chung thế ok, tí nữa mình sẽ liên rồi. Em cảm ơn chị Thơ nhá. Đây mọi người ơi, lọc thái thái rau cũng được này, thái rau này, lọc thịt này, thái thịt này thì rất là ok nhá, dùng rất là tốt. Ui
Nhà em có con chặt riêng mà tí nữa em sẽ like đến con chặt sau. Đây chỉ là con dao bầu, dao nhọn thôi. Mọi người ơi, đây là trang nick Facebook của nhà em nhé. Facebook của nhà em là nghề truyền thống đèn dao Phúc Sen Cao Bằng nhé. Có địa chỉ cụ thể, mọi người lên đấy tham khảo về các video test dao của nhà em nếu mà mọi người không tin tưởng. Bởi vì bây giờ em đang tiện ngồi đây thì em like bằng nick của em luôn, chứ em không like bằng cái trang của em. Mọi người nhớ nhá, đây là cái cáp nhà em này. Nghề truyền thống đèn dao Phúc Sen Cao Bằng. Có thể là mạng hơi kém. Anh thế em định nói rồi nhưng mà thấy số điện thoại quen quá nên thôi. Rồi em chuyển con tiếp theo nhá. Đây là con dao chọc tiết này, con dao chọc tiết lợn thì em thấy cũng nhiều người đặt nhưng mà đấy cũng là nó cũng không phổ biến lắm, thì chủ yếu là các anh hay làm nhà hàng này hay chọc tiết lợn hay là mình sử dụng với nhiều mục đích khác nhau thì hay dùng đến con dao chọc tiết, dao nhọn này này. Nhà em thì bán giá xưởng thôi, bởi vì nhà tự làm mà không bán giá xưởng thì như nào được, đúng không? Đây xưởng rèn nhà em nhá, xưởng rèn Hoàng Dũng này. Ở trên cái cáp của nhà em là có đầy đủ địa chỉ, nick Facebook, số điện thoại, tất cả mọi thứ mọi người nhé. Mọi người xem cùng em thì tương tác đi ạ. Rồi chia sẻ video của em với. Rồi em chuẩn bị like đến con mà nhà nào cũng dùng, nhà nào cũng cần. Đây nhá cả nhà ơi. Đây là con dao chặt thái. Chặt thái chơi gỗ đấy, gỗ nghiến luôn. Dùng rất là êm tay, vừa chắc cầm. Phụ nữ vào bếp là ok luôn ấy. Con này nặng 0,5 nửa kg ấy ạ, vừa chặt vừa thái. Có nghĩa vừa chặt được mà vừa thái được thì có thể thái thì khỏi nói rồi, còn chặt thì con này có thể chặt được thịt gà, thịt vịt. Thịt những loại động vật bé bé nhá. Chứ nếu mà bảo chặt đùi bò như cái video nhà em là em không bảo đảm với con này đâu. Mọi người nhìn kỹ chưa? Đây là con vừa chặt vừa thái nhá. Nếu mọi người còn nghi ngờ về chất lượng thì hãy lên trang Facebook nhà em nghề truyền thống rèn dao Phúc Sen Cao Bằng để mọi người xem các video test của nhà em nhé. Đây ạ. Dao này là hàng nhà em vừa mới gửi ra, vội quá nên gửi ra đây thì mới đóng. Nên là em tiện thể mang ra tra dầu thì em like luôn. Các anh chị ơi, tương tác bài viết, chia sẻ bài viết hộ em nhá. Đây là con vừa chặt vừa thái nhà em nhá. Vừa chặt vừa thái chơi gỗ. Nặng 0,5 kg. Cầm rất là vừa tay, thoải mái luôn. Đây mọi người ơi, mọi người xem bài viết xong chia sẻ hộ em nhá. Em chuyển sang con tiếp theo này. Đây là con dao chặt. Chặt chuôi sắt, bởi vì riêng riêng con chặt thì nhà em không bao giờ khuyên khách là dùng con chuôi gỗ, bởi vì chuôi sắt cho nó chắc tay, mình là dao chặt mà. Đây là con chặt 0,7 nhá. Nếu mà chặt trong gia đình thì nhà em chỉ khuyên là dùng con 0,7 thôi. Thì là mình đã chặt được đủ thịt gà, thịt vịt, còn nguyên con lợn là chặt hết rồi. Còn test video như hôm nọ nhà em đùi bò kia là phải dùng đến con 0,9, con nặng 1,2, 1,4.
Mọi người xem kỹ chưa ạ? Tết mà có con này mà chặt gà là thoải mái luôn nhá. Đĩa gà là ngon, sạch, đẹp luôn. Chứ không phải chặt mãi mà không đứt thôi, hỏng luôn miếng gà. Tiếc ơi là tiếc. Mà đĩa thịt gà mà không ngon thì chả buồn gắp đúng không? Đây con chặt 0,7. Chưa sắt. Nhà em có một con dao rất là bé, nhưng chỉ là để tặng khách thôi. Cho mọi người xem con dao bé, con lọc vừa kịp bé. Con này là nhà em chỉ là hàng tặng thôi. Gọt hoa quả cũng được này, lọc cũng được này. Mọi người nhớ nick Facebook nhà em nhá, trang Facebook nhà em nhỉ. Đây em có một con dao pha khách đặt rất là nặng tay. Con này là 1 kg luôn ấy. Đây cũng là dao pha, nhưng con này là chỉ có 3,5, 0,35 đến 0,4 thôi. Nhà em có nhiều mẫu dao lắm, mà đặt theo yêu cầu của khách luôn. Khách muốn đặt như nào thì nhà em làm thì đấy luôn. Nên là mọi người yên tâm nhé. Có ai ưng con này không ạ? Ưng con này em để lại cho luôn này. Con dao bầu lọc thái. Ok hết. Rất là đẹp. Em mà mang con này ra bến xe nhá, chỉ cần rút ra một cái thôi, các ông ấy là ông ấy mê luôn, lấy luôn. Ok. Tiểu đội xem toàn thấy quân nhà ta là sao nhỉ? Mọi người ơi, nhớ trang Facebook nhà em nhá. Đây trang Facebook nhà em. Lên like trang Facebook và chia sẻ bài viết hộ em nhé. Thôi like thế thôi, bây giờ em sẽ làm công việc của em là tra dầu cho những con dao này để đóng hàng gửi khách. Chào mọi người nhá.